Dạ, mai chết trà bông, xin chào quý cô chú anh chị nha. Cả nhà ơi, ngày hôm qua thì em lên 6 cây mai tàn, em xả hàng á thì rất là sự ưu ái của cả nhà, em bán hết rồi. Ngày hôm nay em lên tiếp tục 2, 4, 5 cây nữa nha mấy anh chị. Đó, thì còn ít nên xả rẻ ha. Rồi, bây giờ bắt đầu cây này là cây mã số 10 nha. Một cây lùng lực tán tro thiệt là to luôn, cao 1m3 nhưng mà ngang tới 1m5 hơn luôn mấy anh chị. Và đặc biệt lô này nó phải nói nụ chưa từng có luôn mấy anh chị ơi. Quá trời quá đất nụ nè, cả nhà nhìn nè, nó đeo nụ đặc hết trơn luôn á mấy anh chị. Ở đây ha. Ôi trời ơi, cái cây quá trời to mấy anh chị ơi, một cái cây lùng lực tán to thiệt là to luôn mấy anh chị ơi. Rồi cái này em bán giá quá rẻ, cực rẻ luôn. Giá là 2,1 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. 2,1 triệu nha mấy anh chị ơi. Còn bao phí ship đến nhà luôn nha mấy anh chị. Một cái cây tán rất là to, 1,5m, 1,6m luôn ha. Rồi cái này là cây mã số 10, giá là 2,1 triệu, bên em bao ship. Tiếp tục là cây mã số 11. Rồi xuống luôn, xuống luôn, xuống luôn. 11, em dời cái này qua đó đi, cái nhích cái cây này ra. Rồi em quẹt vô 2,1 triệu luôn đi hả? À, đánh số luôn con. Rồi cây này là cây, cả nhà nhìn nè, cái không gian ra cả nhà nhìn nó tròn nó to như thế này nha cả nhà. Rồi bây giờ sẽ tiếp tục là cây mã số 11. Và một cây này là tán thông phơm tương đối cao ha. Cao là tới 1m8 nha mấy anh chị. Trời ơi, ngang là 1m4. Và cái cây hoành này tới 20 lận nha. Hoành 20. Rồi coi nè, cả nhà. Lô này phải nói nụ là cả nhà yên tâm, khỏi chê phần nút nụ ha. Nút nụ này là cả nhà yên tâm luôn. Quá trời nụ luôn mấy anh chị ơi. Rồi xoay một vòng luôn cho em này nha. Em này là một cây tán thông rất là to luôn cả nhà ơi, ngang nó 1m4, cao 1m8, một hoành là 20. Rồi cái này em bán với giá là 2,1 triệu luôn nha mấy anh chị. 2,1 triệu cái cây bự chà bá vậy nè, mà em còn bao phí vận chuyển cho chúng ta nữa nha. 2,1 triệu bên em bao ship nha cả nhà ơi. Rồi đây là cây mã 11, tiếp tục là cây mã số 12. Rồi đây 12 qua bên đây nha, cây mã số 12. Rồi cây này giá rẻ mấy anh chị ơi, nhanh tay chọn nha, lô này toàn là cây rẻ không nha. Rồi đây đó, cây này hoành là 19, cao 1m5 và ngang là 1m25. Rồi cây này 1,8 triệu thôi nha mấy anh chị, 1,8 triệu bên em bao ship nha. Trời ơi, cây này nụ cũng quá trời nha mấy anh chị, yên tâm về phần nụ nha, nụ rất là nhiều luôn mấy anh chị ơi. Đó mấy anh chị nhìn nụ ha. Rồi xoay một vòng cho em này luôn nha, cây này là chỉ có 1,8 triệu thôi mấy anh chị ơi. Cao là 1,5m, ngang là gần 1,3m và cái hoành nó là 19 nha. 1,8 triệu bên em bao ship luôn. Rồi tiếp tục là cây mã số 13. Qua bên đây luôn. Trời ơi, cây này cũng nút nụ cả nhà nhìn nè. Nút nụ rất là dữ nha. Nút nụ rất là dữ cả nhà ơi. Rồi, đây là cây mã số 13. Còn vài cây nữa là hết nha cả nhà. Rồi, đó, cây này cái tán bự chà bá luôn mấy anh chị ơi. À, ngã ngã. Rồi, cái này hoành là bao nhiêu đây hả? Hoành là 17, cao 1m7 và ngang là 1m3. Rồi cây này em bán 1,9 triệu thôi nha cả nhà. Em còn bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, 1,9 triệu em bao ship luôn. À, cả nhà nhìn thấy ha. Trời ơi, em đi qua hướng bên đây là ở như vậy thấy rõ hơn nè cả nhà. 1,9 triệu nha. Rồi ghi giá vô luôn cân. Rồi, đây dài quá luôn. Tiếp tục là cây mã số 15. Đây. Đây, cái này nè cân. Rồi, vô, còn mấy cây bán rẻ hết cho rồi. Đó, mã số 15, một cây nụ cũng quá trời và cái củ nở lắm nha mấy anh chị ơi. Quay cái cây này củ nở dữ lắm luôn. Rồi, không có đo luôn, không có đo. Lấy nước chay đi cân. Rồi, cây này chưa đo luôn. Rồi, em sẽ cho chúng ta xem phần nút nụ trước nha mấy anh chị ơi. Trời ơi, thôi nụ nè mấy anh chị nhìn nè. Nụ dữ trời thiên địa luôn nha. Đó, đây. Ồ, và cây tán thông rất là đẹp nha. Xoay một vòng luôn ha. Rồi, đó, chị đo hoành trước đi con. Cây này rất là to nha mấy anh chị ơi, rất là to luôn. Hoành nhiêu? 20, hoành là 20. Rồi, cao là bao nhiêu đây? Hết cây thước dây luôn. Cao 1m6 luôn mấy anh chị ơi. Rồi, ngang. Rồi, ngang là 1m2. Cây này em bán 1,9 triệu luôn nha mấy anh chị ơi. 1,9 triệu, một cây tán thông rất là đẹp như thế này luôn nha. Rồi, ai thích cây nào, mã số nào, hãy alo cho vườn mai của chiếc chè bông nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.